Kính chào quý vị và các bạn. Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giảm 30% tiền thuê đất năm 2023. Người tiêu dùng giảm lạc quan về thị trường bất động sản. Xuất khẩu cà phê lần đầu vượt 4 tỷ đô la Mỹ. Xuất hiện nhiều tên miền độc hại lừa đảo dịp cuối năm cùng nhiều thông tin kinh tế thị trường khác sẽ được chuyển tới quý vị ngay sau đây. Dự thảo luật nhà ở sửa đổi đang được đưa ra lấy ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, được bổ sung thêm nhiều quy định mới về hình thức phát triển nhà ở xã hội. Dự kiến dự thảo sẽ được trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 5 năm 2023. Dự thảo luật nhà ở sửa đổi bổ sung thêm các quy định về hình thức phát triển nhà ở xã hội, yêu cầu đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, xác định giá bán nhà ở xã hội do nhà nước đầu tư, thời điểm thẩm định giá bán, giá cho thuê nhà ở xã hội, đồng thời quy định rõ trách nhiệm của Bộ Xây dựng và chính quyền địa phương trong việc quản lý và phát triển nhà ở xã hội. Đặc biệt, so với luật nhà ở năm 2014, điểm mới trong dự thảo luật nhà ở sửa đổi là bổ sung mới hai mục quy định về chính sách phát triển nhà lưu trú công nhân và nhà ở cho lực lượng vũ trang. Tại dự thảo, quyết định của Thủ tướng về giảm tiền thuê đất mặt nước năm 2023 đang được đưa ra lấy ý kiến. Bộ Tài chính đề xuất giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2023 cho các doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân. Để có thêm nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp, người dân ứng phó với khó khăn thách thức trong thời gian tới, Bộ Tài chính trình Thủ tướng quyết định cho phép gia hạn chính sách giảm tiền thuê đất mặt nước như mức áp dụng năm 2022. Cụ thể, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp sẽ được giảm 30% tiền thuê đất mặt nước phải nộp năm nay. Mức giảm tiền thuê đất mặt nước được tính trên số tiền thuê đất mặt nước của năm 2023. Trường hợp người thuê đang được giảm hoặc khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định, mức giảm 30% này được tính trên số tiền thuê đất mặt nước phải nộp sau khi đã giảm hoặc khấu trừ. Xuất khẩu cà phê của Việt Nam năm 2022 lần đầu vượt mốc 4 tỷ đô la Mỹ, tăng 32% so với năm trước. Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 12 năm 2022, xuất khẩu cà phê đạt 197.000 tấn, trị giá 425 triệu đô la. Với kết quả này, cả năm 2022, xuất khẩu cà phê đạt 1,78 triệu tấn, trị giá 4,06 tỷ đô la, tăng 13,8% về lượng và 32% về giá trị. Như vậy, năm 2022 là năm đầu tiên xuất khẩu cà phê vượt mốc 4 tỷ đô la. Kết quả này có được là nhờ giá cà phê tăng cao trên toàn cầu trong năm vừa qua. Ngoài ra, việc gia tăng sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm cà phê chế biến cũng đã góp phần không nhỏ giúp xuất khẩu cà phê Việt Nam vượt mốc 4 tỷ đô la trong năm 2022. Theo ghi nhận của công ty bảo mật Sierra, trong tháng 12 năm 2022, có hơn 1,6 triệu tên miền độc hại xuất hiện. Tại Việt Nam, các tên miền độc hại lừa đảo dịp cuối năm chủ yếu là mạo danh cho vay, các chương trình khuyến mãi, mua sắm trực tuyến, quà tặng. Báo cáo của hãng bảo mật Sierra chỉ ra rằng, với mục tiêu lợi dụng các nhu cầu tài chính dịp Tết, những kẻ lừa đảo đã gia tăng đáng kể các nguồn website độc hại, số lượng tên miền độc hại tăng khoảng 10% so với tháng trước đó. Kịch bản tấn công phổ biến nhắm vào hành vi dịp lễ Tết như mạo danh cho vay, các chương trình khuyến mãi mua sắm trực tuyến, quà tặng. Thủ đoạn thường thấy của tội phạm là xây dựng các website có tên miền, giao diện giống với các cơ quan ngân hàng uy tín và tìm cách phát tán tới người dùng. Do đó, trước khi truy cập, người dùng cần kiểm tra kỹ lưỡng các địa chỉ web của mình. Báo cáo tâm lý người tiêu dùng bất động sản đầu năm 2023 vừa được bấtđộngsản.com.vn công bố cho thấy người tiêu dùng đang giảm lạc quan về thị trường bất động sản. Chỉ số tâm lý thị trường bất động sản Việt Nam đầu năm 2023 là 36 điểm, giảm khá nhiều so với mức 47 và 40 điểm của nửa đầu và nửa cuối năm 2022. Trong đó, mức độ lạc quan của người mua bán bất động sản sụt giảm mạnh nhất đối với lãi suất vay mua bất động sản, giảm 15 điểm. Nếu như nửa năm trước, 41% người tham gia khảo sát cho rằng lãi suất ngân hàng đang ở mức hợp lý, thì hiện tại chỉ còn 26% đồng tình với chính sách lãi suất. Hầu hết đều đánh giá lãi suất đang ở mức cao hoặc quá cao. Đầu năm 2023, chỉ số đo lường mức độ hài lòng của người tiêu dùng bất động sản về thị trường, về triển vọng tăng giá bất động sản trong tương lai và khả năng mua nhà cũng giảm từ 12 đến 14 điểm so với nửa cuối năm 2022. Cũng theo khảo sát của bấtđộngsản.com.vn, mặc dù chỉ số tâm lý thị trường bất động sản giảm khá nhiều so với năm 2022, tuy nhiên nhu cầu của người tiêu dùng ở thực vẫn lớn. Nhiều người tiêu dùng sẵn sàng chi khoảng 50% thu nhập để trả góp mua nhà. Theo khảo sát của bấtđộngsản.com.vn, ở những người có thu nhập hộ gia đình dưới 40 triệu một tháng, tỷ lệ sẵn sàng dành khoảng từ 40 đến 60% tổng thu nhập cho khoản trả góp vay mua nhà là 46%.
Tỷ lệ này tăng lên với các đối tượng có thu nhập hộ gia đình cao hơn, cụ thể là ở nhóm người có thu nhập từ 40 đến 70 triệu một tháng, tỷ lệ này tăng lên 67%. Ở nhóm những người có thu nhập từ 70 đến 100 triệu một tháng, tỷ lệ là 73%, và những người có thu nhập hàng tháng trên 100 triệu là 74%. Một số nhà sản xuất thép vừa đồng loạt thông báo điều chỉnh tăng giá bán thép, theo đó giá thép cây các loại sẽ tăng khoảng 200.000 đồng một tấn. Tại thị trường miền Bắc, các thương hiệu thép, giá thép cuộn Hòa Phát, thép Việt Nhật, thép Việt Đức, thép Việt Ý đều đồng loạt nâng giá bán thép ở mức từ 200 đến 210.000 đồng một tấn tùy thương hiệu. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ thép CB240 tăng mạnh lên mức từ 14.700 đến 14.940 đồng một kg. Thép thành vằn D10 CB300 có giá 14.700 đến 15.020 đồng một kg tùy thương hiệu. Ở khu vực miền Nam, thép Hòa Phát, thép Pomina, thép VAS, thép VAS cũng điều chỉnh tăng giá bán. Sau điều chỉnh, thép cuộn CB240 bán lẻ tăng lên 14.870 đến 16.060 đồng một kg. Thép thành vằn D10 CB300 có giá từ 14.760 đến 16.060 đồng một kg tùy thương hiệu. Phí sát hạch lái xe, lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký cấp biển xe máy chuyên dùng dự kiến sẽ tăng trong thời gian tới. Theo dự thảo thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe, lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký cấp biển xe máy chuyên dùng vừa được Bộ Tài chính công bố, phí sát hạch lái xe dự kiến tăng 10 đến 50.000 đồng, tương ứng từ 10 đến 15% tùy hạng xe. Cụ thể, phí thi sát hạch lý thuyết đối với mô tô tăng từ 40.000 đồng lên 60.000 đồng, sát hạch thực hành từ 50.000 đồng tăng lên 70.000 đồng. Phí thi sát hạch lý thuyết đối với ô tô tăng từ 90.000 đồng lên 100.000 đồng, sát hạch thực hành trong hình tăng từ mức 300.000 đồng lên 350.000 đồng, sát hạch thực hành trên đường giao thông công cộng tăng từ 60.000 đồng lên 80.000 đồng. Ngoài ra, dự thảo bổ sung khoản phí mới là sát hạch lái xe ô tô bằng mô phỏng các tình huống giao thông là 100.000 đồng. Nhịp sống kinh tế phát sóng từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.